Xin chào các anh chị trong hội viên cũng như là các anh chị xem video public. Tôi là Anonistic, là lính đánh thuê cho kênh Tip JavaScript. Hôm nay video này chúng ta sẽ nói và triển khai một số thực hành về khái niệm mà rất có nhiều khả năng lập trình viên của chúng ta dễ mắc phải trong việc triển khai một số method trong REST API. Cụ thể ở đây tôi và các anh chị sẽ đề cập đến hai cái method được sử dụng nhiều nhất, đó là push và pass để update một dữ liệu nào đó. Thì và video này cũng là video nằm trong cái story Node.js Backend E-commerce mà tôi đã thiết kế trong khóa học cho anh chị hội viên. Thì ở đến cái giai đoạn này chúng ta chỉ cần một cái tính năng cuối cùng trong class của Civic Product, đó chính là update một cái sản phẩm. Thì các anh chị cũng biết rằng trong một cái sản phẩm chúng ta có rất nhiều thuộc tính, như là chúng ta thiết kế một cái lược đồ của product đây, chúng ta nhìn rất là nhiều đúng không anh chị? Nhưng mà khi anh chị update, anh chị phải cân nhắc như thế nào. Có một điều như thế này: khi mà chúng ta dự án của chúng ta còn nhỏ thì chúng ta chưa quan tâm để vấn đề hiệu suất. Hiệu suất ở đây là gì? Là tôi gói gọn trong cái vấn đề mà để update. Giả sử mỗi lần update các anh chị mang tất cả các thuộc tính trong cái này chúng ta đi update, thì nó có một nhược điểm rất lớn trong các hệ thống lớn, đó chính là chúng ta làm như vậy là cái băng thông rất nhiều. Tức là chúng ta gói gọn lại, chúng ta đẩy đi dữ liệu là chúng ta tốt một lượng băng thông từ client xuống server rất là nhiều. Cho nên người ta không sử dụng tất tần tật như vậy. Cho nên người ta chia ra push và patch. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây: có push, có patch, tại sao sinh ra patch làm gì nữa? Và patch được sinh ra thì nhiệm vụ của nó là gì? Khi nào lập trình viên một cái backend nên dùng nó? Và patch khác gì so với push? Thì tất cả sẽ giải thích và làm rõ trong video này. Đáng ra cái video này chỉ nói ở trong cái hội viên, nhưng có lẽ nhiều anh chị cũng nên hiểu được vấn đề này, cho nên chúng ta sẽ public ra luôn để mà chúng ta để có một cái nhìn tổng quát giữa các cộng đồng khác nhau. Thì các anh chị lưu ý này, trong bối cảnh mà phát triển giữa hệ thống được sử dụng HTTP nhiều á, thì các phương thức push và patch được đề cập đến cách thức mà client hay còn gọi là máy khách ấy, để gửi đến cái dữ liệu máy chủ của chúng ta. Thì cả hai phương pháp này đều được sử dụng để cập nhật tài nguyên trên máy chủ, nhưng chúng khác nhau ở cách thực hiện mà thôi. Chúng ta có thể tham khảo một số hình ảnh ở trên Google để xem chúng khác nhau những gì và khác nhau ra sao. Thì bây giờ theo cách giải thích của tôi ấy, Put, khi nào dùng put đúng không? Put là có hai cái trường hợp. Trường hợp dùng put đó là khi mà tạo một cái tài nguyên hoặc sửa đổi tài nguyên thì sử dụng put. Sửa đổi ở đây là gì? Tức là sửa đổi global, tức là sửa đổi hết luôn. Ví dụ như thế này. Đây, ví dụ tôi có từng này thuộc tính, là tức là tôi có tầm 15 cái thuộc tính trong cái lược đồ product này. Nếu như mà tôi dùng put thì bắt buộc cái điều kiện là tôi phải update toàn bộ các thuộc tính này thì tôi mới sử dụng push. Ok. Hoặc là tôi tạo mới một cái tài nguyên thì tôi dùng push. Anh chị nhớ nha, tôi nhắc lại này. Dùng push khi hai trường hợp xảy ra. Một là chúng ta tạo một tài nguyên mới, trả về phản hồi là 201. Hai là chúng ta sửa đổi một cái tài nguyên, nhưng mà sửa đổi tất cả các thuộc tính có trong schema này. Đó, đó là hai điều kiện. Thì nếu một tài nguyên mà sửa đổi, nó phản hồi có thể là 200 cũng được, hoặc 204 cũng được. Các anh chị quay vào cái git của Anonstic á. Đây là cái git Anonstic là HTTP Starter Code này. Tôi đã tham khảo và tôi đã gói gọn lại cho anh chị ba cái file. Một là reason phrase, tức nghĩa là chúng ta giải thích cái started code đó là gì. Thì trong đó chúng ta sẽ có nếu mà sử dụng phương thức push thì chúng ta nên trả về 201. 201 là cái thứ nhất này. 201 tức nghĩa là gì? 201 tức nghĩa là một cái dữ liệu mà chúng ta được nhận này. Và hoặc là chúng ta sẽ trả về 204. Đó là sử dụng push. Rồi, bây giờ chúng ta qua cái pass như thế nào. Cái path tức nghĩa là gì? Tức nghĩa là chúng ta muốn update chỉ hai thằng này thôi thì chúng ta nên sử dụng path. Khi mà lập trình viên backend ở dưới, người ta sử dụng cái phương thức path
tính là robot đó anh chị, thì họ sẽ trên lập trình viên sẽ biết à cái này gọi là update, partial update, người ta phải hiểu như thế. Tại sao bandwidth tôi lại đề cập ở đây, liệu có nhầm không? Không nhầm đâu anh chị, không nhầm một chút nào cả. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng phương thức put, nghĩa là client đã mang một cái body gần như là toàn bộ dữ liệu để đưa xuống server. Điều đó có nghĩa là nó không thực sự cần thiết nếu như nhiệm vụ đó chỉ là cập nhật một cái field này mà thôi. Đó, lãng phí tài nguyên. Do đó patch sinh ra để cải thiện vấn đề trên. Về cái băng thông á, về băng thông thì phương pháp put có thể yêu cầu nhiều băng thông hơn phương thức patch, vì nó liên quan đến việc gửi một cái body đầy đủ từ client xuống cái máy chủ. Tuy nhiên, sự khác biệt thực tế trong cái việc sử dụng băng thông nó sẽ phụ thuộc vào kích thước và tài nguyên dữ liệu được gửi của chúng ta. Đương nhiên, tôi không đánh đồng các vấn đề quan điểm. Bây giờ mỗi quan điểm là tôi sử dụng POST cũng được, tôi sử dụng PUT cũng được, mà thậm chí tôi sử dụng GET cũng được. Đó là quyền của những lập trình viên hoặc là yêu cầu của các công ty người ta sử dụng như vậy. Còn đây là chúng ta đang nói cái khái niệm đúng về khi nào sử dụng POST, khi nào sử dụng PUT và khi nào sử dụng POST. Tôi nói thêm một chút ở đây nữa. Có nhiều bạn sẽ mơ hồ về về cái bandwidth, về cái băng thông. Thì băng thông là gì ạ? Tôi trong lúc phỏng vấn nhiều lúc câu hỏi bất chợt vu vơ thôi. Băng thông là gì? Tức là tôi sẽ nói thêm thêm một chút cho các anh chị mới sinh viên mới ra trường á. Thì người ta gọi băng thông hay là chính là một cái đường cao tốc. Các anh chị hiểu cao tốc chính là một băng thông. Và throughput người ta hay gọi là thông lượng á. Đó là những chiếc xe ô tô. Ô tô chính là throughput, còn đường cao tốc chính là bandwidth. Nếu bạn có một đường cao tốc lớn và hiện đại thì bạn có thể cho phép nhiều xe đi qua với tốc độ nhanh hơn. Đó, ngược lại, nếu mà bạn cố gắng cho thật nhiều xe đi qua mỗi cao tốc được thiết kế nhỏ thì nó sẽ đi rất là chậm, thậm chí là kẹt luôn á, kẹt xe luôn á. Đó là cái khái niệm về bandwidth và throughput thông lượng. Không, như vậy thì chúng ta dừng lại, nếu không chúng ta sẽ lan man. Tiếp tục, chúng ta sẽ đi vào nói chuyện thực hành một chút. Nói như thế này anh chị, khi mà tôi mở cái đây, tôi mở Mongo Pass lên. Bây giờ tôi sẽ làm cho anh chị một cái ví dụ thực hành. Tôi có ví giả sử tôi có bản bản user đúng không? Tôi cho có user sẽ chấm insert này. Giả sử tôi có name bằng tip JS này. Rồi tôi có info, info là bằng một object, trong object tôi có age bằng 3 X bằng 39 tuổi này, tôi là 39 tuổi này. Và vị trí làm việc của tôi là gì? Là tôi sẽ có free freelancer. Ok. Thì tôi enter một cái này, thì tôi sẽ tìm lại db.user chấm file bằng name tip này. Rồi, tôi có cái thông tin này đúng không anh chị? Thì bây giờ như sau, nếu mà put á, put có hai trường hợp xảy ra. Bây giờ nếu mà thực sự mà chúng ta update toàn bộ cái thông tin info này, update hết thì chúng ta sẽ dùng put. Đây, bây giờ put này, put chính là như thế này, put user chấm update one. Trong này chúng ta sẽ có cái điều kiện là gì? Name bằng tip JS. Rồi chúng ta sẽ có một cái trường hợp đó là set ha. Set trong chúng ta mở ngoặc ra. Rồi trong đây có info. Info bằng 39, tôi sửa lại thành 40 tuổi đi. Thì tôi phải mang đi tất tần tật các thông tin mà sửa đổi này. Đó. Tôi phải mang đi thông tin sửa đổi. Như thế này thì tôi dùng put ha. Chứ không được là dùng info.a này nếu mà chúng ta không có cái này này. Nếu mà giả sử chúng ta không có cái này thì chúng ta đã bị sai. Tại vì put là gì? Put là trong khi mà lập trình viên backend người ta đưa ra thì tính là chúng ta phải hiểu nôm na tức là update toàn bộ luôn. Nếu mà chúng ta update thiếu như thế này thì thằng position nó sẽ bị mất này. Cho nên là chúng ta phải đưa ra tất tần tật các thông tin bị mất chúng ta, mặc dù chúng ta sửa đổi chỉ có một cái trừ đó là A thôi, thì chúng ta sẽ sử dụng put này. Đó, ok. Lỗi gì đây? Chúng ta thiếu thiếu cái gì? Thiếu một cái điều kiện ở đây. Ok. Ủa? Thiếu một cái dấu ngoặc đúng không anh chị? Đúng rồi. Rồi chúng ta enter.
Rồi chúng ta enter một cái thì nó sẽ update. Và chúng ta xem lại này. File. Đây, chúng ta file này. Đây chúng ta thấy không? Update này. Update đó là A40. Còn bây giờ á, bây giờ chúng db.user.file. Đó, chúng ta sẽ có thằng tip này. Tip Java Grip Freelancer là bằng 40 này. Bây giờ khi nào các dùng path? Path là gì? Path này là bây giờ tôi viết một cái civic path là tôi muốn sửa đổi cái trường này thôi. Các bạn đưa cái trường này vào thôi chứ không được đưa tất tần tật nha. Không đưa vào đây, không đưa tất tần tật các tham số ở đây. Thì path là chúng ta sẽ viết như thế này. Path.db.user.update one. Đấy, trong này chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có name bằng tip JS này. Ok. Chúng ta có set này. Set này. Rồi chúng ta mở ngoặc. Thì thằng path nó bắt buộc. Sorry. Thì thằng path đó, chúng ta update luôn rồi. Để tôi tìm lại coi. À chưa, ok. Thì set này. Chúng ta set là chúng ta update như thế này là thằng info đây này. Info này chúng ta muốn sửa đổi thì chúng ta string info chấm a. Chúng ta sửa lại thành 39 này. Thì đây là chính là sử dụng path này anh chị này. Path là gì? Chúng ta sử dụng một sửa một cái field này thôi chứ không sử dụng tất tần tật. Bây giờ tôi enter này, đúng không? Bây giờ tôi file lại này, db.user.file. Đó các anh chị không? Thấy 39 lại không? Đó là cách tối ưu dữ liệu, người ta gọi là partial update. Update những cái trường nào cần thiết sử dụng patch. Còn update tất cả global trong cái schema lược đồ chúng ta sử dụng put. Hy vọng video này sẽ giúp được anh chị có cách nhìn về thằng path và thằng put như thế nào. Như vậy thôi anh chị ha. Nếu anh chị có quan tâm đến khóa học thì vui lòng đăng ký ở hội viên trong YouTube. Một tháng chỉ có 30.000 thôi anh chị. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo ha.